Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một số những mặt bàn ăn đầy đủ các thể loại: bàn tròn, bàn hình chữ nhật, bàn oval, và vừa mới được sửa chúng tôi hoàn thiện xong phần cuối cùng. Đây tôi có 5 chiếc bàn tròn. Ba chiếc hình chữ nhật. Và một chiếc bàn oval. Video này chúng tôi quay trực tiếp sản xuất nằm tại số 17/3 đường số 1 khu phố Giản Dân, phường Long Thành, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết và thông số kỹ thuật của từng mặt bàn ăn này. Và chi tiết thứ nhất có kích thước là đường kính 1,19 m, dày 11 phân, có giá bán là 37.500 đồng. Xin lỗi quý vị, là 37.500.000 đồng. Tôi sẽ quay vân gỗ cho quý vị xem. Toàn bộ đều là nguyên tấm 100%. Được làm bằng gỗ gạo đỏ 100% quý vị. Và trên trụ này được chúng tôi làm từ gỗ nguyên khối, trụ giữa này là nguyên khối, được chạm hoa văn tinh tế. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mẫu thứ hai, không khác biệt với mẫu đầu tiên là mấy, các kích thước và độ dày của mặt bàn. Cụ thể thì bàn tôi có kích thước đường kính là 1,2 m, dày 12 phân, dày hơn cái bàn đầu tiên 1 phân. Chân bàn thì hoàn toàn giống nhau. Và toàn bộ những cái mặt bàn ăn này đều là nguyên tấm, không chất ghép nữa. Đây chúng tôi còn rất nhiều. Phần thứ ba thì chúng ta có kích thước là đường kính 1,13 m và cũng dài 12 phân. Hơi khác một chút thì chiếc chân này
được làm trơn, đơn giản, không có đục chạm như hai mẫu trước. Tùy theo sở thích của mỗi người, người thích đơn giản. Chiếc mặt bàn này vẫn rất đẹp thưa quý vị. Vẫn rất là đẹp. Chiếc mặt bàn này khác với hai mẫu tôi vừa nói, ở cái cạnh bàn được bo tròn. Và những cái hình dễ thấy. Bo tròn. Này là thẳng không được to. Đây vào mẫu thứ tư, mẫu tư vân rất đặc sắc với kích thước là đường kính 1,15m, dài 13 phân, có giá bán là 35 triệu đồng. Vân chiếc bàn này ở phía trên rất đẹp. Vì có nhìn thấy rõ, vân rất đẹp. Và chân bàn cũng tương tự mẫu như từ trước. Tôi sẽ đi nhanh phần này. Và chiếc bàn tròn cuối cùng cũng là chiếc bàn tròn lớn nhất, lớn hơn những mẫu còn lại. Cụ thể là đường kính 1,28m và dài 14 phân. Chiếc bàn này là chiếc bàn lớn nhất. Và chiếc mặt bàn này có giá bán là 60 triệu đồng. Giá bán ở đây là chỉ mặt bàn, không có đi kèm chân, chân là giá riêng quý vị. Toàn bộ mặt bàn rất là láng mịn, rất đã tay. Ok, vừa rồi là tôi vừa mới giới thiệu quý vị 5 chiếc mặt bàn ăn tròn. Giờ chúng ta sẽ đến với những mẫu bàn hình chữ nhật và hình oval. Khác bàn tròn thì bàn chữ nhật, chân của chúng tôi được làm theo kiểu hình chữ nhật, rất là đặc sắc. Toàn bộ là nguyên khối hết thưa quý vị, chân bàn đều là nguyên khối. Chúng ta sẽ đến với chiếc bàn đầu tiên. Theo số kỹ thuật thì chiếc bàn này có chiều dài là 2m18, chiều rộng là 98cm và độ dày là 16cm. Có giá bán là 60 triệu đồng. Chân bàn nguyên tấm rất là dày thưa quý vị. Và đây là vân của chiếc bàn hình chữ nhật thứ nhất. Tôi sẽ quay cận cảnh quý vị xem.
cần rõ thấy được vẻ đẹp. Và giá bán này chưa bao gồm ghế thưa quý vị. Ghế thì chúng tôi còn rất nhiều mẫu. Tôi sẽ để phần link những mẫu ghế ở phần mô tả video, quý vị hãy bấm và xem. Chúng ta sẽ đến với chiếc bàn thứ hai. Cũng tương tự thôi. Chiếc bàn này có kích thước dài là 2m17, rộng là 1m. Độ dày là 16,5 cm. Kiểu dáng của mẫu mã cũng tương tự chiếc đầu tiên. Khác một điều là vân gỗ, mỗi bàn mỗi khác. Và chúng ta sẽ đến với chiếc bàn hình chữ nhật thứ ba. Và chiếc bàn này là vân rất là đẹp, vô cùng đẹp. Với kích thước là chiều dài 1,97m, rộng là 85cm và độ dày là 11,5cm. Chiếc bàn này thì vân khỏi phải bàn. Đây chúng tôi đang quay trong điều kiện thiếu sáng, quý vị xem ở ngoài thì còn đẹp hơn rất nhiều. Và ba mẫu bàn này thì quý vị có thể để từ 8 ghế đến 10 ghế đều được. Bàn có thước rất rộng. Độ dày của chiếc bàn thứ ba này là 11,5cm. Chân thì ba chiếc bàn này chân giống nhau, tương tự. Chúng ta sẽ đến với chiếc bàn cuối cùng. Bàn này là bàn oval quý vị. Và kích thước của bàn này là ngang 1,09m, chiều dài là 1,97m, gần 2m. Và độ dày là 12cm. Với giá bán là 52,5 triệu đồng, chưa bao gồm ghế. Quý vị lưu ý là những giá này là mặt bàn và chưa bao gồm ghế. Tùy sở thích của mỗi người, quý vị có thể lựa chọn bàn chữ nhật hoặc là bàn oval. Và đây là vân gỗ của chiếc bàn oval.
tổng quan toàn bộ sản phẩm mà tôi vừa giới thiệu tới quý vị. Nếu quý vị quan tâm về sản phẩm, hãy liên hệ với chúng tôi bằng số điện thoại tôi sẽ để ở phần mô tả, hoặc quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật những video, những sản phẩm mới nhất trên thị trường. Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên sản phẩm trên kênh này. Bây giờ tôi xin được kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên đăng ký kênh của tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn.